Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Kim Minh. Di Khải chúc anh em buổi xem video vui vẻ mời. Ở video này Khải sẽ soi tiếp tục cao thủ Tống Kim. Đó là hiện tại đang nằm bên phía mình, đó là phê Tống. Đó là Bạch Lộc. Ok, cho anh em xem xét đồ Bạch Lộc như thế nào anh em ơi. Hôm nay thì Kim Tống khá là đều nhau. Và trên bảng thì top khá là đông. Khải và Tống này, Bạch Lộc Tống này, Vô Tâm Tống. Cho anh em xem xét đồ của cao thủ Bạch Lộc nha. Hiện tại đợt này thì như nhìn sơ qua đợt này là nghe mi kiếm rồi nè. Đang sở hữu một cái kiếm sát thương 27. Sát thương 27 điểm và 10%. Đó. Rồi một cái nón làm chậm 20 sinh lực lực. Một cái áo phòng 40 hầm mọc là kháng kích dòng làm chậm. Một dây chuyền kháng cả 7, kháng băng 9. Một cái tay kháng lo 30, sinh lực lực khá là đẹp. Ngọc bội kháng lo 21. Nhận kháng lo làm chậm 30. Đã lưng chậm 30. Kèm vào ba món này thì được 80 làm chậm. Và một nhận khăn lôi 19. Và một giày khăn lôi tốc độ mà thôi. Chung là tính sơ qua thì tổng set đồ thì nhìn đi quay đi quẩn lại thì set đồ cũng khá là bình thường em. Không gì phải đỡ VIP lắm nè. Được thì một cái dây chuyền khăn cảm 7. Dây chuyền này khoảng tầm 2-3 kim. Bao tay này khoảng tầm 3-4 kim. Nón này chắc vài dầm su. Áo này chắc vài dầm su đến 1 kim. Nhẫn này vài dầm su đến 1 kim. Nhẫn này thì nếu mà hiện tại bây giờ thì dòng một như này khả nghĩ nhẫn này bèo lắm phải 1,5 kim. 1,5 kim nhẫn này. Đai lưng này thì khoảng vài trăm số nó 1 kim. Sinh lực lực làm chậm. Nói chung đặt bóc 80 làm chậm là ok rồi đó. Ngập bòi này chắc cũng tầm kim hơn. Nói chung thì tổng set đồ này thì trên dưới cũng gần khoảng hơn 14-15 kim nè. Gần 14-15 kim nè. Nói chung thì quay đi quẩn lại thì set đồ khá là bình thường nè. Set đồ như này thì anh em đủ chơi Tống Kim rồi anh em thấy chưa. Đó, người ta sẽ đồ khá là bình thường em, hơn 10 kim một chút thôi nè. Sẽ đồ này gần khoảng 1 triệu thôi nè. Đó, này đánh được 168 mạng. Hạt này thì hôm nay farm đồ sơ khá là cao mới lên được nội tốt này, 156 mạng. Và tử vong 34 lần, liên chạm 20, lá bảo vật 13. Đó, nhìn sơ qua thì em thấy chưa? Thì được tới 4 nha. Đó, sẽ đồ khá là ok nè, bình thường tầm này gọi là bình thường rồi nè. Anh em xem video đừng quên để lại cho một like chia sẻ chơi nha anh em ơi. Ủng hộ cho Bạch Lộc một like chia sẻ chơi nha. Đó, hôm nay được tới 4 nha, cả top 3 rồi. Hôm nay cố gắng mà hết sức rồi nè em ơi. Rồi đừng quên cho Khải một like chia sẻ ủng hộ video luôn nha anh em ơi. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh nha anh em. Đừng quên đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nha. Anh em thích soi đồ cao thủ nào cứ comment Khải sẽ soi tiếp nha.